Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ được Pháp nhiếp trì. Những gì là 10? Đó là biết tất cả hành vô thường được Pháp nhiếp trì, biết tất cả hành khổ được Pháp nhiếp trì, biết tất cả hành vô ngã được Pháp nhiếp trì, biết tất cả Pháp tịch diệt niết bàn được Pháp nhiếp trì, biết các Pháp từ duyên khỏi không duyên thì chẳng khỏi được Pháp nhiếp trì, biết tư duy bất tránh nên khỏi vô minh, do vô minh khỏi cho đến lão tử khởi, tư duy bất tránh diệt, nên vô minh diệt. Do vô minh diệt, cho đến lão tử diệt, được pháp nhiếp trì. Biết ba môn giải thoát, sinh ra thanh văn thừa, chứng pháp không tranh, sinh ra độc giác thừa, được pháp nhiếp trì. Biết sáu ba la mật, bốn pháp nhiếp, sinh ra đại thừa, được pháp nhiếp trì. Biết tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả chúng sinh, tất cả đời, là cảnh giới của Phật, được pháp nhiếp trì biết dứt tất cả niệm, xả tất cả chấp, lìa thủa trước sau, tùy thuận niết bàn, được pháp nhiếp trì, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được pháp nhiếp trì vô thượng của tất cả chư Phật phật tử đại bồ tát trụ ở cõi trời đâu xuất có mười thứ việc làm những gì là mười đó là vì các thiên tử cõi dục giới nói pháp nhàm lìa rằng tất cả tự tại đều là vô thường tất cả khoái lạc đều sẽ tàn tạ nguyên chư thiên đó phát bổ đề tâm đó là việc làm thứ nhất vì chư thiên cõi sắc giới nói nhập xuất các thiền giải thoát ta muội nếu ở trong đó mà sinh ái trước thì do ái trước lại khởi thân kiến tà kiến vô minh vân vân liền vì họ nói trí huệ như thật nếu đối với tất cả pháp sắc chẳng phải sắc khởi tưởng điên đảo cho rằng thanh tịnh thì vì họ nói chẳng thanh tịnh đều là vô thường khuyên họ khiến cho họ phát bồ đề tâm đó là việc làm thứ hai đại bồ tát trụ ở cõi trời đâu xuất nhập tam muội tên là quang minh trang nghiêm thân phóng quang minh chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới tùy tâm chúng sinh dùng đủ thứ âm thanh để vì họ nói pháp Chúng sinh nghe rồi, tâm tin thanh tịnh, sau khi mạng chung sẽ sinh về cõi trời đâu xuất, khuyên họ, khiến cho họ phát bồ đề tâm, đó là việc làm thứ ba. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời đâu xuất, dùng mắt vô ngại thấy khắp tất cả Bồ Tát cõi trời đâu xuất trong mười phương. Các Bồ Tát đó cũng đều thấy đây, thấy nhau rồi. Luận nói diệu Pháp là hàng thần, vào thai mẹ, sơ sinh, xuất gia đi đến đạo tràng, đủ đại trang nghiêm, lại còn thị hiện hạnh tu hành từ thuở xưa đến nay, do nhờ hạnh đó mà thành đại trí này, hết thảy công đức chẳng lìa chỗ ngồi mà có thể thị hiện những việc như vậy, đó là việc làm thứ tư. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời đâu xuất thì tất cả các chúng Bồ Tát cõi trời đâu xuất trong mười phương đều đến tụ tập cung kính vây quanh.